Đó rất tốt của Tiến Long. Đã có một tình huống tay sau của Tiến Long đi thẳng vào cặp của đối thủ. Những cú đấm rất chính xác, sức ép rất lớn và chắc chắn. Liên tục là những cú đấm của Tiến Long. Chu Minh Hoàng đã đụng ngã rồi. Bây giờ là những cú đè đánh của Tiến Long, những cú trỏ, những cú đấm đã được tung ra. Chu Minh Hoàng đã ôm vào nhà, lại tiếp tục có một chiến thắng nâng vào kỹ thuật. Và thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là cuộc cạnh tranh của hai võ sĩ trẻ đầy tiềm năng ở hạng cân hắc báo. Hãy cùng xem họ là ai. Tôi là Chu Minh Quang, đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tôi sẽ đại diện cho Number One My Club. Đến với giải đấu lần này, tôi sẽ khẳng định danh hiệu thần võ sẽ thuộc về tôi. Xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho võ sĩ Chu Minh Quang, sinh năm 2003, võ sĩ đến từ võ đường No. 1 My Club. Chu Minh Quang đã có thành tích thi đấu 3 trận chuyên nghiệp, trong đó có 1 thắng và 8 trận nghiệp dư. Và bây giờ là đại diện thứ 4 của No. 1 My Club xuất hiện trong buổi tối hôm nay. Và chúng ta cùng hy vọng Chu Minh Quang sẽ khép lại một ngày thi đấu trên trò No. 1 Club với một trận thắng. Tôi là Nguyễn Tiến Long, tôi đến từ Thái Bình, đại diện cho câu lạc bộ Raptor MMA. Đến với giải đấu lần này, tôi sẽ quyết tâm hạ gục mọi đối thủ đối đầu với tôi. Á quân của DML mùa trước. Phong cách của một người đã từng chinh chiến rất nhiều những giải đấu khác nhau. Nguyễn Tiến Long, võ sĩ sinh năm 2002, đến từ Thái Bình và võ đường Raptor. Gương mặt rất tự tin của Nguyễn Tiến Long. Ở mùa trước thì Tiến Long chỉ để thua trước Nguyễn Phương Hoài và quá xiết tại chung kết địa bèo mùa trước. Bây giờ chúng ta cùng xem mà trở lại đây mạnh mẽ của Nguyễn Tiến Long tại GMA. Hạng cân của Chu Minh Quang và Tiến Long đó chính là hạng cân hắc báo. Bởi vì tôi thấy đội nhà của hai võ sĩ rất mạnh. Và một lần nữa, quý vị có thể dành cho cả hai võ sĩ của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn nhé không ạ? Và võ sĩ ở bên góc đài xanh là đại diện tiếp theo của No. 1 My Club, sinh năm 2003, với chiều cao là 1m75 và đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành tích chuyên nghiệp 3 trận đá đấu, sở hữu 1 chiến thắng và 2 thất bại. Và đó là Chu Minh Quang. Chướng ngại của Chu Minh Quang là đại diện duy nhất đến từ Raptor MMA, sinh năm 2002, với chiều cao là 1m70 và đến từ Thái Bình. Thành tích chuyên nghiệp: huy chương vàng Sambo, huy chương vàng Wushu, huy chương vàng MMA châu Á. Và đó là Nguyễn Tiến Long. Thưa quý vị, cả hai võ sĩ của chúng ta đều còn rất trẻ và cả hai chắc chắn là sẽ rất nhiệt huyết. Tuy nhiên, chiếc vé để đặt chân vào bán kết thì chỉ có một,
Vậy thì chiến thắng sẽ thuộc về ai đây? Và ngay sau đây cho phép Hiền Ngô xin được mời vị trọng tài, người sẽ điều khiển trận so găng ngày hôm nay. Xin mời ông Nguyễn Quang Vinh. Ebru. Hai vận xin chú ý, thi đấu đúng luật. Đêm nay là của các bạn, hãy chiến đấu hết mình. Chúc may mắn. Corner. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu hạng cân hắc báo Chu Minh Quang đối đầu với Nguyễn Tiến Long. Đây là hai võ sĩ có nền tảng đánh đứng rất tốt. Và chúng ta cùng chờ đợi trận đấu này có hấp dẫn hơn trận đấu của Tiến Long một striker, còn phía bên kia Chu Minh Quang là một ngoại thái điển hình. Cả hai bên đều đang tiếp cận với lại những cái điểm mạnh nhất của mình. Tiến Long là võ sĩ thi đấu với thế thủ ngược lại. Và những cú tay sau, chân sau của Tiến Long sẽ là một điều rất nguy hiểm đối với Chu Minh Quang. Một vài những tình huống đá trước thăm dò đến từ chỗ cả hai võ sĩ. Hai võ sĩ vẫn đang canh nhịp tấn công của nhau. Cú đá rất tốt của Chu Minh Quang. Tiến Long cũng trả đòn liên tục của cả hai võ sĩ. Tiến Long đã có một sức ép rất lớn đối với Chu Minh Quang. Đúng, bắt chân của Tiến Long. Phản công ngay lập tức của MV Tiến Long trong tình huống áp sát được Chu Minh Quang vào dây đài. Võ sĩ đang kìm kẹp nhau ở dây đài. Một tình huống bật đậm chất tán thủ của Nguyễn Tiến Long. Quật nhẹ đối phương, rất đậm chất tán thủ. Trọng tài lại phải yêu cầu hai võ sĩ xoay người vào trong để khỏi vướng dây đài. Và đây rồi, thế mạnh được phát huy đến từ những võ sĩ của giải đấu GMA chúng ta. Những tình huống chó nằm. Chu Minh Quang cũng đang kẹp rất chặt đầu của Tiến Long để không cho Tiến Long có thể gây sức ép thêm nữa. Hai võ sĩ đang tập trung ở khu vực dây đài. Tiến Long vẫn đang cố gắng có thể bước lên bụng được của Chu Minh Quang. Kinh nghiệm thi đấu cũng đã có. Gối trái của Tiến Long đang cố gắng để có thể vô hiệu hóa tay phải của Chu Minh Quang. Thật sự thì kinh nghiệm thi đấu MMA của Tiến Long là nhiều hơn Chu Minh Quang rất nhiều. Thì Nguyễn Tiến Long thậm chí đã giành được huy chương vàng MMA nghiệp dư châu Á. Đó là sức ép rất lớn của Tiến Long đối với Chu Minh Quang. Những cú đấm đang được đưa về phía đầu của đại diện đến từ No One Muay Club. Tìm kiếm cơ hội để có thể tung ra cho bên đó những cú đấm là chiến thuật đến từ bên phía của Tiến Long. Vẫn rất khó để cho Tiến Long có thể ngồi lên bụng và kiểm soát được Chu Minh Quang. Tiến Long đang sử dụng những tình huống trỏ để có thể gây áp lực lên đối thủ của mình. Liên tiếp là những tình huống đấm trái của Tiến Long. Có cơ hội là anh ta tung đòn. Một chỏ trái cực kỳ uy lực của Tiến Long đã được tung ra. Tiến Long vẫn có thể tìm ra khoảng trống để đưa những cú chỏ về phía mặt của Chu Quang Minh. Chu Minh Quang. Tiến Long đã đứng dậy. Hai võ sĩ đã đổi đòn. Rất hấp dẫn là những diễn biến ở hiệp thi đấu đầu tiên khi mà cả hai võ sĩ chúng ta đều có sẵn sàng va vào nhau. Tình huống né đòn và trả đòn rất tốt của Tiến Long. Đã có một tình huống tay sau của Tiến Long đi thẳng vào cặp của đối thủ. Những cú đấm rất chính xác, sức ép rất lớn và chắc chắn. Liên tục là những cú đấm của Tiến Long. Chu Minh Quang đã đụng ngã rồi. Bây giờ là những cú đè đánh của Tiến Long. Những cú trỏ, những cú đấm đang được tung ra. Chu Minh Quang đã ôm mặt lại tại tiếp tục có một chiến thắng. Nâng vào kỹ thuật. Sự can thiệp đúng lúc đến từ vị trọng tài của chúng ta. Có thể thấy như Chu Minh Quang ở thời điểm hiện tại đã hết sức. Tiến Long đã thể hiện được đẳng cấp của nhà vô địch MMA nghiệp dư châu Á cũng như Á quân đĩa bèo mùa trước. Bây giờ
giờ thì Trung Minh Quang vẫn chưa thể đứng dậy. Anh đang cần tới sự giúp đỡ của các nhân viên y tế. Thật sự là một ứng cử viên vô địch cho giải đấu Nguyễn Tiến Long. Sự trả lời đánh tép của Tiến Long, anh sẽ trở lại với GMA một cách mạnh mẽ hơn. Phong thái của một võ sĩ cực kỳ mạnh đến từ Tiến Long. Chúng ta có thể thấy anh ta không ăn mừng, vẫn đang rất điềm tĩnh đến từ Tiến Long. Vâng thưa quý vị, với kinh nghiệm dày dặn hơn, ở phút thứ 3 và 41 giây, chiến thắng, đây là một chiến thắng knock out kỹ thuật, và chiến thắng đó thuộc về đại diện của Raptor MMA. Xin chúc mừng võ sĩ Nguyễn Tiến Long. Vâng, một sự trở lại vô cùng mạnh mẽ của Nguyễn Tiến Long. Nguyễn Tiến Long, bây giờ cảm xúc của bạn như thế nào khi trở lại với võ đường Liên Phong và GMA? Em xin gửi lời chào tới người có mặt trong sân khấu này ạ. Cảm xúc của em thì sau gần một năm em quay trở lại thì đây là trận đấu mà giúp em giải tỏa cảm xúc, rất hạnh phúc. Và bạn có quyết tâm để giành chức vô địch của GMA năm nay hay không? Chắc chắn rồi. Em đã chuẩn bị lại và em sẽ cố gắng giành lại chiếc đài của em. Chúng ta hãy cho Tiến Long một tràng pháo tay thật lớn đi ạ.